mới cà phê rồi, đi ăn cam đi. Rồi. Này là chương chương trình từ thiện khám chữa bệnh cho phát quà cho người cao tuổi nè. Nhóm thầy Tâm và những người đồng hành cùng phát tâm. Đồng hành cùng nhau. Đó có bánh xèo nè, đó. Bánh xèo ăn. Xèo miễn phí, nước miễn phí. Miễn phí, nước miễn phí nè. Cái xèo ngon không? Cam ngon gì cũng ngon luôn đó, còn thịt ngon hết nè. Chương trình đậu bánh xèo từ thiện. Chúng bà con đến khám chữa bệnh ăn bánh xèo miễn phí. Tối ngày nha. Còn cái thức viên là sáng gói chiều gói nha. Có gì trong đây nó có không chợ nha. Cái viên vàng của chúng ta khách hàng giờ nha. Tại vì nó nay nó cũng có nhiều là mệt quá. Quay ông MC này dữ không? Đó. Thì nói tiếng Đồng Tháp này. Có ai biết không đâu, nổi tiếng mà chưa có ai biết không. Chỉ có Đồng Tháp biết thôi, mấy tỉnh khác chưa biết. Xong rồi chị nào về? Xong rồi về. Chị luôn hả? Đợi bác sĩ khám chữa bệnh nè. Ngủ ngon. Ừ, có hát đâu. Có nghe hát đâu mà. Dạ, con nghe vô vậy.